Phát biểu trước các nhà lãnh đạo ASEAN tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức thông báo tới các nhà lãnh đạo ASEAN về những hành động cực kỳ nguy hiểm của Trung Quốc gần đây ở sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những hành động này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Thưa quý vị, về hòa bình và an ninh khu vực, Việt Nam xin thông báo và nhấn mạnh về vấn đề Biển Đông như sau. Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, mối quan tâm chung của ASEAN, của khu vực và thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. Từ ngày 1 tháng 5, 2014, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu cùng hơn 80 tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và đã hạ đặt giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trên 80 hải lý trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Các tàu vũ trang hộ tống bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc đã rất hung hăng bắn vòi nước có cường độ mạnh và đâm hút thẳng vào các tàu công vụ, tàu dân sự của Việt Nam, gây hư hại nhiều tàu và làm nhiều người bị thương. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào hạ đặt tại địa điểm nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của một nước trong ASEAN, là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông, DOC, mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Việt Nam đã hết sức kềm chế, bày tỏ mọi thiện chí, sử dụng mọi kênh đối thoại, giao thiệp với các cấp khác nhau của Trung Quốc để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay Trung Quốc không những không đáp ứng yêu cầu chính đáng của Việt Nam mà còn vu khống, đổ lỗi cho Việt Nam và tiếp tục gia tăng các hành động vi phạm ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn. Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình để gìn giữ và tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc. Việt Nam luôn chân thành mong muốn cùng với Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Song, Việt Nam cực lực phản đối các hành động xâm phạm và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi trân trọng cảm ơn và khẩn thiết kêu gọi các nước ASEAN, các nước trên thế giới, các cá nhân và tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối hành động vi phạm nghiêm trọng nêu trên và ủng hộ yêu cầu hợp pháp chính đáng của Việt Nam. Trước tình hình đặc biệt nghiêm trọng này, Việt Nam đề nghị ASEAN tăng cường đoàn kết và khẳng định lại mạnh mẽ các nguyên tắc đã được nêu tại tuyên bố 6 điểm về Biển Đông, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982, đặc biệt phải tôn trọng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các quốc gia ven biển
và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và cùng ASEAN thương lượng thực chất về bộ quy tắc ứng xử COC. Việt Nam đề nghị ASEAN chúng ta đưa các nội dung nêu trên về vấn đề Biển Đông vào tuyên bố của hội nghị và tuyên bố của Chủ tịch hội nghị cấp cao ASEAN lần này. Việt Nam đánh giá cao việc các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ngày 10 tháng 5 2014 đã nhất trí thông qua một tuyên bố riêng về tình hình nghiêm trọng hiện nay ở Biển Đông, thể hiện rõ sự đoàn kết, vai trò trung tâm, tinh thần chủ động và trách nhiệm cao của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực. Tại các phiên họp của hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN đều bày tỏ lo ngại sâu sắc về những vụ việc đang diễn ra trên Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông, yêu cầu phải triệt để tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, trong đó phải giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, kiềm chế và không được có hành động làm phức tạp tình hình, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết bảo đảm thực hiện đầy đủ tuyên bố DOC và việc sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Các nhà lãnh đạo cũng cho rằng, trước các diễn biến phức tạp, hơn bao giờ hết, ASEAN càng cần duy trì đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm và trách nhiệm trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực, xử lý hiệu quả các thách thức đặt ra. Cũng tại hội nghị cấp cao, các nhà lãnh đạo ASEAN đã tập trung trao đổi về các chủ đề chính sau: thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và định hướng phát triển của cộng đồng sau năm 2015, tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.